nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển loại hình du lịch cộng đồng từ đó tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng vừa phối hợp với một số đơn vị tổ chức hội thảo liên quốc gia về du lịch cộng đồng hội thảo là một trong những hoạt động nằm trong dự án nâng cao năng lực quản trị và tiếp cận thị trường trao đổi kinh nghiệm giữa việt nam và thái lan trong việc phát triển du lịch cộng đồng Hội thảo liên kết quốc gia về du lịch cộng đồng đã tổng kết báo cáo các hoạt động và kết quả đạt được của dự án, hướng đến việc nâng cao năng lực cho những đơn vị cá nhân làm du lịch cộng đồng thông qua chia sẻ những thành công điển hình, tạo nền tảng nâng cao năng lực và hỗ trợ tiếp cận thị trường. Trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực quản trị và tiếp cận thị trường, trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và Thái Lan trong việc phát triển du lịch cộng đồng, 37 đại diện cho các tổ chức cá nhân tham gia trong lĩnh vực du lịch cộng đồng của hai nước đã tham gia hai chuyến học tập tại Việt Nam và Thái Lan cùng với đó dự án góp phần xây dựng kiến thức chung về du lịch cộng đồng thông qua việc tổ chức hội thảo chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa hai nước, đồng thời biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn làm du lịch cộng đồng chung của Việt Nam và Thái Lan.